Sơn thuộc huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, có những bản làng của người Dao hoặc người Mường được mệnh danh là bản làng của các thầy thuốc nam. Với những người dân ở đây thì ai cũng biết một vài bài thuốc nam, ai cũng biết một vài loại thảo dược, và họ thường hái thuốc với mục đích trước hết để tự chữa bệnh cho mình, sau đó là chữa bệnh giúp cho mọi người ở các vùng gần xa. Hầu hết các bài thuốc nam của người dân Dân Sơn thường được truyền khẩu về dược tính của cây thuốc, cũng như cách nhận biết trực quan về những loài cây thuốc có trong rừng già. Chính vì thế, người dân Dân Sơn thường coi những cánh rừng già ở đây là một vườn cây thuốc nam khổng lồ của thiên nhiên. Vùng đất Dân Sơn là điểm cuối của dãy núi Hoàng Liên Sơn. Vùng đất này có độ cao trung bình từ khoảng 200 m đến 1400 m. Xuân Sơn nằm trong vùng khí hậu Trung Du Bắc Bộ, nhưng có ảnh hưởng mạnh của khí hậu Tây Bắc. Do vậy, ở đây mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa và chia làm hai mùa. Mùa khô từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau, còn mùa mưa thì từ tháng 4 đến tháng 10. Do chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Nam nên ở đây mưa nhiều, lượng mưa trung bình năm dao động từ 1.800 đến hơn 1.900 mm trên một năm, với độ ẩm trung bình khoảng 90% và nhiệt độ trung bình khoảng 22 đến 23 độ C. Chính những đặc điểm khí hậu như vậy đã tạo điều kiện cho hệ sinh thái rừng phát triển phong phú. Hầu hết diện tích đất rừng ở đây đều thuộc sự quản lý của Vườn Quốc gia Xuân Sơn, với diện tích rừng vùng đệm là hơn 18.000 ha, diện tích vùng lõi là hơn 15.000 ha và khu vực bảo vệ nghiêm ngặt là khoảng hơn 9.000 ha. Còn phân khu rừng phục hồi sinh thái là hơn 5.300 ha. Ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn còn có những cánh rừng nguyên sinh trên núi Đá Vôi với tổng diện tích lên đến gần 1.400 ha. Do có sự đa dạng về các hệ sinh thái rừng nên hệ thực vật của Vườn Quốc gia Xuân Sơn cũng phát triển hết sức phong phú. Từ nhiều thập niên trước đây, các thế hệ chuyên gia của vườn đã điều tra, thu thập về những hệ thực vật có mặt trong vùng núi rừng Xuân Sơn. Vườn Quốc gia Xuân Sơn thì nằm ở điểm cuối của dãy Hoàng Liên Sơn. Thì các kiểu rừng chính ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn là các hệ sinh thái rừng đây, chủ yếu là rừng kín, thường xanh, mưa, nhiệt đới ở trên núi đá, núi đất, và còn lại là rừng ở trên núi Đá Vôi. Về phân bổ chính rừng kín thường xanh mượm nhiệt đới thì ở núi đất thì thường là từ 5 đến 600 m, còn rừng trên núi Đá Vôi thì là trên 600 m trở lên. Trong Vườn Quốc gia Xuân Sơn thì đặc điểm thổ nhưỡng của đây chính là cái hệ cát tơ. Hệ cát tơ nằm từ núi đá, núi đất và núi Đá Vôi. Thế nên cái hệ thực vật ở đây vô cùng phong phú. Thì là một trong những khu có hệ thực vật cao nhất Việt Nam khu này. Ở trong rừng, các loài thực vật luôn có mối quan hệ cộng sinh. Những loài cây thân gỗ cao luôn che chắn bóng mát, làm giảm sự bốc hơi, giữ độ ẩm cho nền rừng. Không những thế, lá của các loài cây thân gỗ khi rụng xuống và phân hủy sẽ tạo thành dinh dưỡng cho các loài cây ở tầng nền rừng phát triển. Theo các nhà khoa học dược liệu thì phần lớn các loài cây thuốc được tìm thấy ở dưới nền rừng, bởi các loài cây thuốc phát triển mạnh nhờ vào độ ẩm và nguồn dinh dưỡng ở nền rừng. Sự đa dạng của các kiểu rừng ở Xuân Sơn và sự phong phú của các loài thực vật đã tạo điều kiện cho sự phát triển của các loài cây thuốc. Đến thời điểm này thì chúng tôi đã ghi nhận được tại vườn quốc gia Xuân Sơn có khoảng 1.264 loài thực vật bậc cao có mạch. Thì trong đó có khoảng là 700 loài thuộc 182 họ thực vật là có thể sử dụng làm thuốc được. Trong hơn 700 loài làm thuốc thì đến thời điểm này thì chúng tôi đã phân định được nó thuộc 182 họ thực vật. Thì theo như thể Nghị định 32 cũng như thể căn cứ Nghị định 32 và cái sách đỏ Việt Nam cũng như thể là sách đỏ thế giới thì là có 31 loài là trong cái thuộc cái đối tượng là nguy cấp quý hiếm cần được bảo tồn cũng như bảo vệ nghiêm ngặt. Trong 31 loài nguy cấp quý hiếm này thì đa phần là thuộc cái dạng sống là thân thảo và di neo. Thì chúng phân bố đều khắp trên vườn quốc gia Xuân Sơn từ 300 m trở lên. Thì đến năm 2016 thì là chúng tôi cũng đã bổ sung vào danh mục của vườn quốc gia Xuân Sơn được 14 loài thực vật. Từ bao đời nay, cộng đồng các dân tộc sinh sống ở Xuân Sơn thường dùng các loại cây thuốc để chữa trị mỗi khi mắc bệnh. Do vậy, họ rất am hiểu về các loại cây thuốc có trong những cánh rừng xung quanh bản làng. Để tìm được những loài cây thuốc quý hiếm nằm ẩn mình trong đại ngàn Xuân Sơn, người dân ở đây thường phải khổ công lặn lội trong rừng sâu, núi thẳm để tìm kiếm. Và việc tìm được cây thuốc sẽ quyết định được một phần thành công cho liệu trình cứu chữa người bệnh được tốt hơn. Trên rừng thì có nhiều thứ cây thuốc lắm, thì gia truyền bố mẹ, ông bà ngày xưa để lại thì tôi cũng biết sơ sơ là tôi đi lấy về là cũng được chữa được nhiều bệnh là gan với sơ gan, viêm gan, thận là với viêm phổi. Chúng tôi làm công tác quản lý bảo vệ như công tác nghiên cứu khoa học ở vườn quốc gia Xuân Sơn thì một trong những cái trọng tâm chính là cái công tác tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng, thứ hai là về tìm hiểu về cái nguồn thực vật ở đây để thế cũng như cái cây dược liệu. Thì ngoài kiến thức mà sách vở, đài báo, tivi và những cái kiến thức khác thì học hỏi được ở nơi khác thì chúng tôi áp dụng cái kiến thức bản địa cũng là một phần lớn để anh em chúng tôi học tập. Cái thứ nhất là để học cho chính mình, hai là để tuyên truyền cái công tác quản lý bảo vệ và cái công tác quản lý cái nguồn dược liệu này để cho nó ngày càng phong phú hơn là thứ nhất, thứ hai là tuyên truyền đến bà con người dân làm sao sử dụng cái cây dược liệu này làm sao nó hợp lý nhất để tránh cái ảnh hưởng tác động tiêu cực vào cái nguồn thực vật của vườn quốc gia Xuân Sơn. Ngay trong việc đi lấy cây thuốc ở trong rừng cũng có một quy định bắt buộc đã được lưu lại từ xa xưa. Đây là quy định về việc gìn giữ và bảo vệ các loài cây thuốc của vùng rừng núi này, bởi còn rừng thì còn cây thuốc và còn nghề thuốc nam của người dân địa phương. Đi lấy thuốc thì tôi thường ví dụ như cái cây, một cây là phải bắt buộc phải lấy rễ ấy, thì chỉ chạch lấy một tí cái ngọn cái nhánh của nó thôi, còn cái rễ cãi với lại cái rễ to thì phải để lại đấy. Còn những cái cây nào mà lấy cành thì chị lấy một cành hoặc hai cành, còn vẫn còn phải giữ cái cây nó lại để lấy dần hoặc để nó mới có cái tồn tại. Đi điều tra thực địa và lấy mẫu những loài cây thuốc quý là công việc thường xuyên của các cán bộ khoa học vườn quốc gia Xuân Sơn. Thì trong thành phần của đoàn đi điều tra thì chúng tôi kết hợp được là chuyên gia nghiên cứu đầu ngành của Việt Nam, cán bộ kỹ thuật của vườn và đặc biệt đó là người dân. Chúng tôi sử dụng vận dụng cái kiến thức cũng như thế là cái kinh nghiệm của người dân trong cái việc đi rừng cũng như thế là trong cái việc tìm ra cái loài. Thì bên cạnh đấy thì là trong quá trình đi thì là chúng tôi cũng sẽ truyền đạt lại cho cũng như thể chia sẻ được cái kinh nghiệm trong cái việc nhân rộng và phát triển một số loài cây cho người dân luôn. Để từ đó thì những người dân được truyền đạt lại về thì sẽ lại truyền đạt lại kinh nghiệm cho bà con làm sao để hạn chế cũng như thế là mình khai thác biết cách nó hợp lý. Do nhận được thông tin của người dân báo về một loài cây thuốc đặc hữu quý hiếm của vùng rừng núi Xuân Sơn, và chuyến đi khảo sát đột xuất này đã được các cán bộ khoa học của Vườn Quốc gia Xuân Sơn quyết định nhanh chóng, bởi dường như chỉ chậm một chút thôi, họ có thể thất lạc đi loài cây thuốc quý giá này. Băng qua khu rừng vùng đệm và khu rừng phục hồi sinh thái, chúng ta sẽ gặp ngay những cánh rừng nguyên sinh chạy dài. Đây thuộc vào vùng lõi của Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Do là rừng nguyên sinh nên lớp thảm mục của lá cây có thể dày lên, khiến bước chân đi như có độ nhún êm ái. Theo như điều tra đánh giá của chúng tôi thì là lan kim tuyến có hai hình thức tái sinh. Một tái sinh là thân ngầm và hai là tái sinh bằng hạt. Tuy nhiên thì đến thời điểm này thì chúng tôi nghiên cứu được thì là đa phần lan kim tuyến tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn là tái sinh bằng thân ngầm. Trong cái chi lan kim tuyến thì tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn đã phát hiện thì các loài lan kim tuyến thì thường là xuất hiện ở nơi mà có cái lớp thảm thực vật nó tương đối là ẩm thấp và nhiều mùn, ở những cái khu vực mà ít tác động của con người. Thông thường, dưới tán rừng nguyên sinh là quần xã các loài thực vật thân thảo, trong số đó là biết bao nhiêu loài cây thuốc. Có những loài đã được ghi chép và định danh, nhưng còn nhiều loài cây thuốc mới cần phải nghiên cứu tập tính sinh thái và giá trị dược liệu của cây. Bên cạnh, cách đây vài năm, các cán bộ của vườn đã tìm thấy một loài cây thuốc mới và được định danh là tỏi Xuân Sơn. Theo chân những cán bộ khoa học, chúng ta sẽ đến vùng rừng có loài tỏi Xuân Sơn sinh sống. Vâng, năm 2014 thì chúng tôi cùng với các chuyên gia của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga là đi điều tra đánh giá lại một số cái tài nguyên cây thuốc thì đã phát hiện được, đã ghi nhận được loài tỏi vườn quốc gia Xuân Sơn. Thì nó có hai loài tỏi Xuân Sơn bao hoa màu trắng và loài tỏi Xuân Sơn bao hoa màu tím. Thì hai loài này nó đều thuộc trong cái họ Thiên Môn Đông, họ Apagaceae. Thì chỉ theo quy định chung của đặt tên danh pháp loài mới, thì một là anh đặt tên danh pháp theo người phát hiện ra, hai là đặt tên danh pháp theo cái địa điểm phát hiện ra. Thì loài tỏi Xuân Sơn thì lấy tên là của tên chi, là trong tên chi tỏi, và cái tên cái danh pháp thứ hai đó là nơi phát hiện ra thì được đặt là Xuân Sơn. Thì trong quá trình đi điều tra thì chúng tôi điều tra lặp lại, và chúng tôi điều tra từ lúc phát hiện ra loài cho đến là chúng tôi cũng đã theo dõi được trong vòng 1 năm để ghi lại những đặc điểm sinh học cũng như đặc điểm sinh thái học của loài. Loại tỏi này là loài cây thuốc mà người dân Xuân Sơn thường dùng để chữa các chứng bệnh như đau bụng, cảm cúm. Ngoài ra, loại cây thuốc này còn là vị thuốc bổ trợ cho nhiều bài thuốc dân gian khác. 1 năm nó sẽ được 1 vòng sinh trưởng này. Tuy cánh rừng ở đây ít bị tác động, nhưng các cá thể của loài tỏi Xuân Sơn cũng không có nhiều. Cả một khoảng rộng chừng vài trăm mét vuông mà các cán bộ khoa học vườn quốc gia Xuân Sơn cũng chỉ tìm được vài cây tỏi. Đây. Mục đích chuyến đi khảo sát cây thuốc lần này cũng đã kết thúc với việc tìm thấy loài lan kim tuyến và định vị được môi trường sống của chúng. Trong quan niệm của người dân ở đây, các loài cây thuốc trong rừng là những thực thể sống. Chúng lấy dưỡng chất từ đất rừng, lấy ánh sáng từ mặt trời để sinh sôi phát triển. Do vậy, việc đi lấy cây thuốc cũng phải thuận với lẽ của tự nhiên. Đó là mỗi loài cây thuốc thì có một thời điểm thích hợp để thu hái, bởi lúc đó cây đã tích tụ đầy đủ được các dược chất. Và chỉ có các bà lang lớn tuổi trong làng mới nắm vững được những kinh nghiệm này. Cái đấy là thuốc đại tràng, dạ dày. Cái là thuốc phổi. Cái đấy nó có 2-3 loại đấy, nhưng mà rồi xong là đóng gói vào thì để sử dụng dần. Do đã hẹn trước, hôm nay những cán bộ khoa học của vườn quốc gia Xuân Sơn lại cùng các bà lang nhiều kinh nghiệm đi vào rừng tìm một loài cây thuốc đặc hữu của vùng rừng núi này để làm mẫu vật. Đó là cây thuốc câu đằng. Cánh rừng già này cũng thuộc vùng lõi, của Vườn Quốc gia Xuân Sơn, và đây chính là khu rừng bảo tồn của cả cộng đồng các dân tộc ở đây. Vườn Quốc gia Xuân Sơn với tổng số là 1.259 loài thực vật chính, thì trong đó có hơn 600 loài cây làm thuốc được, cái loài thực vật làm thuốc được, thì nó phân bố chủ yếu là ở hệ thống núi đất. Trên núi đá bôi thì hạn chế, thì thực vật rất phong phú, trong đó có hơn 600 loài làm cây thuốc được, dược liệu chính. Thì ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn thì bà con bản địa ở đấy sử dụng cái dược liệu ấy, thì vào cái mục đích chính là phục vụ cho chính là cộng đồng dân cư của bà con trong đấy. Cẩn thận nhé. Theo các tài liệu về cây thuốc Việt Nam thì hầu hết các loài cây thuốc đều là những loài cây nhỏ sống dưới tán rừng. Ở khu rừng này, chúng ta có thể thấy sự rậm rạp tùm của những loài cây thân thảo. Đó có thể là những cây thuốc mà chỉ có những kinh nghiệm truyền đời của những dòng họ làm thuốc mới biết được công dụng chữa bệnh của chúng. Mới chỉ đi trong rừng được một lúc mà các bà lang đã thu hái được một số loài cây thuốc. Với những loài cỏ cây ở đây, họ nhìn đâu cũng ra cây thuốc. Và họ sẵn lòng truyền đạt những hiểu biết về cây thuốc cho các cán bộ khoa học Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Uống thế nhờ, phải hơi khô nếu thế là sao uống mà cô lấy thử cho anh Thuận ít có tác dụng thật liệt món kia. Liệt món kia ấy phải lấy cái này hai nó mà một cái vị thuốc phải đấy. Cái này là cây gì? Dơi nó ở mặt đất chứ. Nó ở mặt đất thì chứ loại này ở nhà cô có theo dây nó xuống. Bây giờ thì nó lại học luôn mẫu luôn đấy. Vừa con gái 18 không chữa cái đẻ ra cái gọi 3 ngày được. Người ta đang lấy trong rừng chứ không phải lấy trong vườn. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ đi rừng, cuối cùng cũng đã tìm thấy loài thuốc có tên là câu đằng. Cây câu đằng có tên khoa học là Eukarya rhynchophila. Chúng là loại cây dây leo, có khi chúng dài tới 7 hoặc 8 mét. Loài cây này có lá mọc đối xứng và phiến lá hơi tròn có đầu nhọn, mặt của lá trên bóng nhẵn, còn mặt dưới thì có phấn mốc. Ở các kẽ lá có 2 cái móc, trông giống móc câu. Đây là phần của cây được dùng làm thuốc. Theo Đông y, phần thân cây có móc của câu đằng có tác dụng an thần, giảm huyết áp, chống động kinh, làm dịu thần kinh và giảm đau. Ở khoảng rừng này, cây câu đằng cũng không có nhiều. Nhưng với mục đích thu thập mẫu vật của các cán bộ Vườn Quốc gia Xuân Sơn thì chuyến đi rừng này cũng được coi là thành công. Trên đường trở về làng, khi đi ngang qua khu vực phục hồi sinh thái, những người thầy thuốc của bản làng muốn giới thiệu với các cán bộ Vườn Quốc gia một số loài cây thuốc khác. Đó là cây chuối, mà người dân ở đây gọi là cây chuối cô đơn. Cây chuối này khi mới nhìn trông chúng giống như những cây chuối khác, nhưng hoa của chúng lại có màu xanh chứ không mang màu tía đỏ như các loài chuối khác. Người dân ở Xuân Sơn cho rằng với loài chuối cô đơn này, khi nuôi bùn chuối, cây chuối mẹ đã phải hy sinh những phần tinh túy nhất của mình để dồn cho những quả chuối được chín và tích tụ dược chất trong hạt. Do đó, hạt chuối này thường được dùng để chữa bệnh. Cái cây chuối cô đơn này thì cái dân cộng đồng ở đây thì người ta được sử dụng để làm cây thuốc. Cái này là cái chuối cô đơn này là cái thuốc của nhà nghèo. bà con dân bản thường hay dùng để hạt của cây chuối này thì là để làm chữa cái thuốc thận thì rất là tốt, với lại mát gan. Và uống cái hạt của cây chuối cô đơn này thì là đun sôi lên xong thì uống thì là cái vị thuốc của nó thì là chữa được các cái bệnh đường ruột lành. Trước sự phong phú về tài nguyên cây thuốc ở vùng rừng núi này, các cán bộ khoa học của Vườn Quốc gia Xuân Sơn đã đề ra phương án bảo tồn những loài cây thuốc nhằm lưu giữ các giống cây thuốc quý. Cái định hướng của Vườn Quốc gia Xuân Sơn trong cái công tác bảo tồn nó là theo hai phương pháp. Một là phương pháp bảo tồn tại chỗ và hai là phương pháp bảo tồn chuyển chỗ. Thì cái phương pháp bảo tồn tại chỗ thì hàng năm thì chúng tôi sẽ tiến hành là điều tra và đánh giá lại cái số lượng hiện trạng quần thể của từng loài, ưu tiên bảo tồn. Bên cạnh đấy thì là kết hợp với là cái định vị cũng như thể theo dõi sự biến động số lượng và chất lượng cái quần thể của từng cá thể trong quần thể. Ngoài ra thì chúng tôi thực hiện cái phương pháp bảo tồn chuyển chỗ. Thì cái phương pháp bảo tồn chuyển chỗ thì là chúng tôi xây dựng hai cái vườn cây thuốc với quy mô là 1 ha. Thì là trong cái vườn cây thuốc chuyển chỗ thì chúng tôi ưu tiên là 31 loài nguy cấp quý hiếm cần bảo tồn. Thì chúng tôi di thực về cái khu vực chúng tôi lựa chọn là ở dưới cái khu vực phân khu phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Xuân Sơn để bảo tồn. Thì qua đó thì là sẽ nhân rộng cái giống nó ra để làm sao là sẽ đưa các loài nguy cấp quý hiếm này nó đảm bảo đạt về số lượng bảo tồn. Mặc dù rừng ở Xuân Sơn có rất nhiều các loài cây thuốc quý, nhưng các cánh rừng ở đây rất ít bị tác động của con người, nên rừng vẫn giữ được sự đa dạng sinh học và phong phú với nhiều loài cây thuốc. Đây chính là công sức của các cán bộ vườn quốc gia và người dân địa phương. Rừng đây có ý nghĩa với bản này là rừng để bảo vệ được thiên nhiên, bảo vệ được nguồn nước này, bảo vệ được thời tiết mát này. Mới lại ở đây thì nói về cái loài thuốc thì hàng trăm hàng nghìn loài thuốc. Đây bà con gọi là ai cũng học thuộc về cái nội quy bảo vệ rừng rồi, cho nên bảo vệ rừng tốt không xảy ra cái chuyện gì là xâm hại đến rừng. Trên thực tế, hầu hết các loại cây thuốc